Thuốc điều trị bệnh lao thì bệnh lao do vi khuẩn lao gây ra, do Borobud cấp tìm được nên còn gọi là Bacillus cấp, viết tắt là BK, thuộc dòng họ Mycobacteriaceae. Thì lao mình chia làm hai dòng, một dòng là lao chuyên biệt trên người là Mycobacterium tuberculosis, và thứ hai là lao không điển hình gồm các dòng như là Mycobacterium bovis hoặc là avium. Thì lao ở người á, lây từ người sang người qua đường ho của người á. À, là qua lao phổi, 70% lao người là lao phổi, trong khi lao của động vật là lây từ động vật sang người, từ các chế phẩm, sản phẩm chưa được tiệt trùng, giống như sữa hoặc là da hoặc là thịt mà chưa được nấu á. Thì lao không điển hình thường gây lao da và lao xương. Thì bệnh này có từ thời lâu đời lắm rồi. À, nó là một trong tứ chứng nan y của Trung Quốc á. Nhưng mà khi mà các vaccine và các thuốc kháng lao ra đời thì nó đã bị dần trôi vào quên lãng. Nhưng mà nó lại bùng phát theo đại dịch AIDS. Tại vì trong con người bao giờ nó cũng tồn tại lao hết á. Nhưng mà lao trong cơ thể con người thì bị kháng thể nó bất hoạt đi. Và khi đại dịch AIDS nó bùng phát thì không còn cái gì để chống lại con lao cả. Đặc điểm của lao là phân chia rất chậm, từ 23-36 giờ, và thuốc chỉ tác dụng vào lúc này. Cái thành đặc điểm thứ hai á, là thành tế bào chứa 60% lipid, chủ yếu là semicolic, nên dẫn đến ba điều kiện sau: không bắt màu nhuộm RAM mà người ta phải nhuộm bằng phương pháp riêng là nhuộm axit nhanh, thứ hai là kháng thuốc, thứ ba là kháng thực bào. Thì con BK này có một đặc trưng rất hay là nó sẽ có giai đoạn ngủ. Khi ngủ, giai đoạn ngủ nó sẽ không bị thuốc tác động và cũng không hoạt động luôn, và khi nó thức dậy thì nó sẽ ăn hấp thu chất dinh dưỡng và phân chia, lúc này thuốc mới có tác động. Nhưng đặc điểm hay của nó là khi mà thuốc tác động á, thì một phần lớn nó sẽ bị quay lại trạng ngủ, chỉ có một số nhỏ bị tiêu diệt thôi, cho nên cái thời gian mà dịch vi khuẩn lao á, nó rất là lâu, từ 6 tháng là tối thiểu, còn dài là 1 năm. Thứ hai là con này là hiếu khí tuyệt đối nên trong tình trạng thiếu oxy á, nó sẽ quay lại trạng ngủ. Đây là hoại tử bạo đậu. Thì khi con lao vào trong người thì các bị đại thực bào ăn lấy, nhưng mà đại thực bào không thể tiêu diệt được nó, và nó sinh trưởng và phát triển trong đại thực bào. Khi này thì các tế bào miễn dịch khác nó đến bao vây lại và giúp đỡ nhau để ngăn chặn sự nhiễm khuẩn tràn lan. Nhưng mà trong môi trường này là môi trường pH thấp, pH bằng 5, khoảng bằng 5 á, thì nó sẽ tạo được một điều kiện là hoại tử, và nó sẽ tạo thành hoại tử như thế này, hoại tử bạo đậu. Môi trường này là một môi trường, một trong ba dạng tồn tại của BK trong cơ thể. Đây là dạng số 3. Thì lao tồn tại trong cơ thể cũng có ba dạng: một là lao trong hang, số lượng nhiều do oxy nhiều và pH trung hòa, đây là nguồn dễ lây, đặc biệt là lao phổi thì dễ lây nhưng mà dễ bị thuốc tiêu diệt. Thứ hai là lao trong đại thực bào, nó vỏ dài hơn lao thường nhưng nó ít nhạy với kháng sinh và là nguồn tái phát. Thứ ba là lao trong bạo đậu hoại tử, như mình đã nói thì ít nhạy với kháng sinh và nguồn tái phát. Thì khi người ta sử dụng thuốc điều trị lao á, người ta phải tấn công cả ba dạng này thì mới có thể tránh được sự tái phát. Rồi phân loại các thuốc kháng lao thì mình có ba nhóm. Một là nhóm 1 là những thuốc ít độc nhất, rẻ tiền và hoạt tính cao nhất. Nhóm 2 thì một trong ba điều này không đáp ứng. Giả dụ như moxifloxacin, nó có hoạt tính cao, ít độc tính nhưng nó lại mắc tiền. Còn các thuốc hàng ba là người ta đang nghiên cứu như linozolid, mình không để vào đây mà mình để dưới. Hoặc là amoxicillin phối hợp axit carbonate. Những cái này người ta đang cứu. Thì thuốc nhóm 1 người ta sẽ đưa vào các thuốc thiết yếu luôn, cái bảng các thuốc thiết yếu luôn, gồm các thuốc nào đây: streptomycin NH, PZA, rifampicin, ethambutol. Thì streptomycin có bản chất là một aminoglycoside cho nên nó thấm kém qua màng tế bào, vì vậy nó không thể tác động vào các dạng nội bào được. Vì thế các bạn có thể nhớ nó chỉ tác động vào dạng hang lao thôi, là lao ngoài ngoại bào, nó không thể tác động vào lao nội bào được. PZA có tính chất thân lipid, nó có thể tác động trong lao đại thực bào, và việc kết hợp PZA vào trong phác đồ kháng lao là một điều rất quan trọng. Rồi đây là nhóm 2, thì nó không đáp ứng đủ ba tiêu, một trong ba tiêu chí.
bất kỳ tiêu chí nào ở trên á, nó không đáp ứng là nó sẽ không được xếp vào. Nhưng mà amikacin thì tác động tương tự như streptomycin, tuy nhiên nó khá là mắc. Hormoxifloxacin tác động mạnh như INH nhưng mắc. Rồi mình đến với các thuốc nhóm 1. Thì lao đề kháng với streptomycin khoảng 40 đến 50%, cho nên hiện nay streptomycin ít được xài rồi. INH là 20%, rifampicin khoảng 5% và ethambutol khoảng 3%. Thì INH cơ chế chưa rõ, ức chế có lẽ là ức chế tổng hợp thành tế bào do ức chế axit mycolic. Nó diệt khuẩn nội bào và ngoại bào. Thì các bạn nhớ nha, những thuốc nào á mà vừa thân lipid vừa thân nước á, thì nó sẽ thấm tốt qua tế bào và nó sẽ diệt khuẩn nội bào và ngoại bào tốt. Tuy nhiên nếu mà nó đã thấm tốt vào lipid thì nó sẽ cũng sẽ hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, phân bố rộng khắp cơ thể kể cả hệ thần kinh trung ương. Muốn qua được hệ thần kinh trung ương thì nó phải có tính chất là thân lipid. Sử dụng INH cần nhớ một điều là nó chuyển hóa bằng acetin hóa, vì vậy cần phải lưu ý đến sự acetin hóa chậm hoặc nhanh trong cơ thể người. Nếu acetin hóa nhanh thì có thể làm giảm nồng độ thuốc trong huyết thanh. Còn acetin hóa chậm có thể dẫn đến tăng nồng độ thuốc, dẫn đến ngộ độc. Vì vậy cần phải lưu ý điều này. Thì 90% người châu Á và Eskimo thuộc nhóm tiêu hóa acetin hóa nhanh. Đây là thuốc, một trong những thuốc đầu tay mà là thuốc kháng lao mạnh và ít độc nhất, rẻ tiền nên được dùng để nhiều nhất để điều trị tất cả các nhãn lao. Rồi. Mosfloxacin cũng có hoạt tính tương tự như INH, cũng kháng lao mạnh và ít độc, tuy nhiên nó không rẻ tiền. Độc tính cái này tham khảo nha. Rifampin. Và nhớ cái này nó làm tăng hoạt tính của NH. Streptomycin không làm tăng hoạt tính của ethambutol. Cơ chế của nhóm này là đây là một kháng sinh thuộc nhóm rifampin. Thì cả một nhóm này á nó đều có cơ chế này là ức chế tổng hợp ARN của vi khuẩn do gắn vào bích hoạt cái này. Và nó cũng thấm tốt qua thân lipid và thân nước nên thấm tốt qua tế bào, diệt khuẩn nội bào và ngoại bào. Và vì thế nó cũng hấp thu tốt đường uống, phân bố rộng rãi kể cả dịch não túy. Đó, các bạn chỉ cần nhớ cái điều kiện đó thôi là các bạn có thể nhớ hết tất cả các dịch học rồi. Rồi. Một đặc điểm là rifampicin là một chất cảm ứng CP450 của gan á, mạnh nhất mà người ta từng biết được. Và nó làm cảm ứng, nó tăng chuyển hóa của chính nó luôn. Cho nên nếu mà dùng liên tục có thể giảm T1 hàm 2 đến 2 giờ. Dĩ nhiên nó cũng sẽ có tương tác với các thuốc này. Đặc biệt là tương tác giữa rifampicin và thuốc điều trị HIV là ARV. Có một đặc điểm đó là ARV á, người mà bị HIV á là sử dụng ARV đúng không? Mà người bị HIV cũng thường bị lao nữa. Cho nên người ta cũng buộc phải sử dụng thuốc kháng lao luôn. Vì vậy đây là một tương tác rất quan trọng. Vì thế khi khi mà người ta bị HIV mà người ta sử dụng ARV thì nên thay thế rifampicin bằng rifabutin. Rifabutin. Đây là một chất ít cảm ứng enzyme gan. Rồi ethambutol. Các bạn đọc cơ chế nha. BZA nó hiệu quả với trừ khuẩn lao ở pH axit bằng 5. Đây là pH trong con đại thực bào lao, đây là lao. Thì sự phối hợp BZA với INH hoặc rifampin làm giảm 1/3 thời gian điều trị lao, vì nó nhắm vào được con lao đại thực bào tốt và giảm 2/3 kháng thuốc. Thì PZA chỉ hiệu quả nhất trong 2 tháng đầu, sau đó không còn tác dụng nữa, nên không nên là thành phần cần thiết cho phát đồ ngắn hạn. Sau 2 tháng thì người ta sẽ loại bỏ PZA ra, tại vì con lao sống trong đại thực bào á, có thời gian sống khoảng 2 tháng thôi. Con đại thực bào sống được bao lâu thì con lao đó sống được bấy nhiêu. Tham khảo nha.
Streptomycin như mình đã nói rồi, nó là một aminoglycosid nên không thể tác động vào lao nội bào được. Nhóm aminoglycosid á, trên in vitro á, nó sẽ nhảy với rất nhiều vi khuẩn như là chlamydia này, hoặc mycoplasma, nhưng trên lâm sàng hoàn toàn không có tác dụng, tại vì đây là những giống phân nội bào. Cho nên cái chuyện mà nhảy trên in vitro và đáp ứng trên lâm sàng nó khác nhau hoàn toàn luôn. Rồi mình đến với các thuốc nhóm 2 thì các thuốc nhóm 2 nó sẽ không đạt một trong ba tiêu chí là ít độc hoặc là hiệu quả cao hoặc là nhiều tiền, rẻ tiền. Thì mình có cùng các nhóm sau: aminoglycosid và tương tự aminoglycosid, sclerserin, PAS, ethambutol, rifabutin. Thì capramycin và rifamycin nó có bản chất là polypeptide. Tuy nhiên nó có sự kháng chéo với các aminoglycosid, cơ chế tương tự aminoglycosid và độc tính cũng tương tự như aminoglycosid luôn, nên nhiều tác giả họ xếp cái này vào một là aminoglycosid nhưng bản chất thực ra nó là polypeptide. Đây là bản kháng chéo. Thì streptomycin có kháng chéo với capramycin và rifamycin, nhưng nó không có kháng chéo với kanamycin và rất hiếm kháng chéo với amikacin. Hiện nay thì người ta ít sử dụng kanamycin rồi, mà người ta thường sử dụng amikacin hơn, tại vì amikacin ít độc hơn nhiều. NH hiếm khi kháng chéo với ethanolamide, mặc dù cấu trúc gần giống nhau. Còn rifampicin kháng chéo với rifabutin khoảng 75%, kháng chéo với nhóm dưới khoảng 75%. Rồi. Nhiều người xếp rifabutin sang nhóm 1, phác đồ điều trị HIV của quốc gia cũng xếp vào nhóm 1 rồi. Nhưng mà mình để nhóm 2 là vì sắt nó để vậy. Rồi fluoroquinolone, nhiều người đề nghị đưa cái này sang nhóm 1 này, tại vì hiệu quả của nó. Thì cái nhóm fluoroquinolone á, mạnh nhất là moxifloxacin, tiếp theo Levo, cuối cùng là Cipro. Rồi capramycin, như mình đã nói là một polypeptide, có tác động vào độc tính tương tự như aminoglycosid nên là sẽ độc thận và độc tai, và có kháng chéo giữa capramycin, rifamycin, kanamycin và amikacin. Rifamycin là tương tự nha. Cyclosporin không kháng chéo với khác nào khác, nó có tác động trên nhiều vi khuẩn khác như E. coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus, chlamydia. Tuy nhiên nó được dành riêng để điều trị kháng lao, ít sử dụng để điều trị các nhóm này lắm. Ethionamide thì tác dụng tương tự như NH, nhưng bất lợi chính là kích thích dạ dày rõ, cho nên khi uống cần phải uống với một cốc nước đầy và giữ tư thế thẳng đứng tối thiểu là 30 phút và uống bụng no nhé, không là bệnh nhân sẽ ói. PAS là một sulfamide ức chế cạnh tranh 33. Thì các bạn biết rồi, PA3 sau một chu trình nó sẽ trở thành acid folic. Tuy nhiên cái chất này á, PAS nó sẽ nhảy vào, nó thay thế cạnh tranh đi, nó nhưng mà khi nó nhảy vào chu trình này nó sẽ tạo thành một chất giả không sử dụng được, và dĩ nhiên vi khuẩn vẫn tạo ra được một số lượng acid folic nhất định, nhưng mà hụt hơn cái lượng mà ban đầu nhiều, khiến cho vi khuẩn bị kiềm khuẩn nhưng không bị tiêu diệt. Thì nó bản chất là một sulfamide nên cái tính chất tương tự như sulfamide, rồi là dễ hấp thu qua ruột, phân bố rộng rãi trong các mô dịch tủy, và nó dễ kết tinh trong đường tiểu. Vì vậy khi mà mình sử dụng thuốc này cần phải uống nước nhiều, và tốt nhất là nên kiềm hóa nước tiểu bằng NH2CO3. PAS chỉ bị giới hạn trong dạng lao đa kháng thuốc thôi vì hạn chế như nhiều dòng kháng PAS và tác dụng phụ nhiều. PAS ngày xưa từng được đưa vào như các thuốc đầu tay á, khi mà các thuốc sau này chưa phát triển á. Rồi nguyên tắc điều trị. À còn điều nữa,
Moxifloxacin á hiệu quả rất tốt bằng với INH nha. Bộ tội mắc tiền thôi. Nguyên tắc điều trị không bao giờ đơn trị vì quá dễ kháng đề kháng thuốc. Dùng đúng liều, đều đặn. Đều đặn tức là sao? Dùng đều đặn tức là nếu mà ngày nào cũng phải dùng đúng cái thời gian theo đúng, nếu hôm nay 7 giờ thì ngày mai phải 7 giờ ngày mốt. Có nghĩa là cái dùng thời gian phải như nhau. Dùng thuốc theo hai giai đoạn, giai đoạn tấn công dùng 4 thuốc, giai đoạn duy trì dùng 2 thuốc. Giống như cái điều trị lao phổi nhảy với thuốc không biến chứng này. Thì 2 tháng đầu mình sử dụng 3 thuốc là giai đoạn tấn công. Sau đó thì sau 2 tháng thì PZA đâu còn hiệu quả nữa. Vì vậy chỉ còn sử dụng là INH và rifampin thôi. Rồi mấy cái sau các bạn tham khảo nhé. Điều trị có kháng thuốc thì người ta có dùng fluoroquinolone tăng cường này. Cho nên nhiều bác sĩ á, họ để dành nhiều bệnh viện á, họ để dành fluoroquinolone á cho cái trường hợp lao vậy. Này bạn tham khảo, mình sẽ đặt link bên dưới.